Vâng, chào tất cả các bác nhé. Chúc các bác có những ngày nghỉ thật là vui vẻ, hạnh phúc, làm cái ăn trái thật là thành công. Thì trao đổi bác là hôm nay em lên em kiểm tra vườn để chuẩn bị xử lý cây này để cho sắp tới làm vụ vụ trái sau Tết. Tuy nhiên thì em lên em thấy là nó na của em nó chín nhiều quá các bác. Đây, những cái trái này nó chín này, đây em đây. Chín nhưng mà nó rụng ở trong cái túi này các bác này, rụng ở túi nó treo đùng đẳng tại vì giống chúng ta quấn cái trái nó ở trên cành ấy chứ các bác. Đây, chúng ta quấn cái trái trên cành như này này đấy thì nó chín, nó tụt bên dưới, nó không có rơi xuống ở đất được. Bạn nhà là đây, những cái trái như thế này các bác này, đấy chúng ta quấn ở cành này thì nó chín, nó tụt xuống đây. Thì lý do làm sao, tại vì trao đổi các bác này này, em cố tình này em để đến Tết các bác. Tại vì hôm nay em quay cái video này ấy, thì cũng là ngày 10, 10, 18, ngày 17, 18 Tết tháng 12 rồi. Còn có chục ngày nữa thôi thì là em cố tình em để tính là để lấy na thả Tết. Cũng như là một số, sẽ biếu một số anh chị em. Đấy, tại vườn của em không có nhiều các bạn. Vườn em không có nhiều nhá. Cũng hái nẻ tẻ được một ít thôi. Còn lại thì bây giờ còn ít thôi. Đấy, chắc tính nhà chắc còn được khoảng mấy chục cân nữa các bác. Đấy. Đây. Thì cũng trao đổi các bác là na của em thì em năm nay em bận quá, em không có xịt được cái thuốc thuốc sâu dày dẹp kiến các thứ nên là na của em là đã bị dẹp tấn công rất là nhiều. Nên thôi nỡ rồi thì em để luôn. Đấy. Em để luôn thì bây giờ là một số la nó chín rồi các bác này. Đây, như cái trái này. Đấy, trái rất là to nha. Trái chắc phải 8 lạng các bác. Đấy, to lắm. Đấy, các bác nhìn cái tay của em để này mà to này mà. Đấy, nó bị một ít dẹp thì nó dẫn đến là nó bị đen đen đấy các bác. Đấy. Đấy, các bác thấy không, mà nó mới thôi đấy, nên là em cố tình em để thôi thì cứ chín trái nào kệ cho nó tụt xuống đấy, ta vẫn ăn được mà. Đấy, còn lại thì sẽ cố gắng để đến Tết. Thơm lắm các bạn, những trái thì chín thơm lắm đấy, thơm lắm các bạn đấy. Cái nó bị dẹp thành ra là nó không được đẹp mã lắm các bác nhỉ. Đấy, hơi dẹp. Nói chung là cái trái này chín quá rồi. Đấy, trái này chín quá rồi. Trái này chắc nhũn quá không ăn được. Khi các bác bọc của bác, các bác cố gắng là chùm thêm cái xốp này các bác nhé. Đấy. Chùm thêm cái xốp này này. Đấy, thì trái nó phát triển sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đấy. Còn đây là cái dòng túi giấy đây các bác. Đây, túi giấy đây. Đây, cái dòng này là dòng túi giấy nhé. Đây, em sử dụng hết một vụ rồi. Mà thấy bác thấy nó vẫn bình thường các bác nhỉ. Đấy, hết một vụ thì mà em thấy các bác thấy không, nó vẫn bình thường nhé, hết sức bình thường, không hề rách, vẫn còn nguyên như này luôn đấy. Đấy, thì với những cái dòng túi mà nó không, cái trái của nó mà chúng ta phun xịt được, chúng ta quản lý được con kiến ấy, không để cho diệp sáp nó tấn công ấy, thì chúng ta có thể sử dụng được cái túi này là vô tư các bác này, thoải mái này. Đấy, còn những cái dòng mà nó bị diệp sáp như thế này được các bác này, này diệp sáp nó dày này, nó thải ra cái chất thải của con diệp sáp, nó dẫn đến là nó bị cái vấn đề là nó đen đen đấy, đen đen đấy, đấy gọi là nấm bò hóng đấy, thì những cái dòng này em sẽ hủy đi các bác này. Đấy, em sẽ hủy đi. Đấy, sẽ gom lại để đốt đi các bác nhé, tại vì nó là giấy mà đốt đi rất là dễ. Đấy, chúng ta sẽ không để. Vậy là những cái trái, những cái cây, những cây la thái như thế này này. Đấy, cây này của em vẫn còn 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 quả nữa. Cây này của em vẫn còn 18 quả nữa này. Đấy, thì sau khi thu hoạch trái xong thì những cái túi này em sẽ đốt đi. Tại vì nó đã dính diệp sáp rồi các bác nhé. Dính diệp sáp ở thành túi các thứ rồi thì sau này chúng ta bọc lại thì là nó sẽ còn cái trứng diệp sáp ấy. Đấy, đây những cái cây này này. Những cái trái rất to, em quay các bác xem nhé. Đây. Đấy, khi nó... Tại vì mùa năm nay là em rất là bận rộn nên là em để luôn. Đấy, xác định tư tưởng để luôn. Đây, cái trái đây. Đấy. Đây các bác này. Đấy. Đấy, trái này là Tết là vô tư các bác nhỉ. Đấy, trái này Tết vô tư này. Đấy, đúng là thái ra vàng các bác. Vàng khè luôn các bác nhỉ. Thơm lắm các bác ạ, thơm lắm. Đấy. Đấy, đúng là thái ra vàng các bác. Em tháo cái túi cho các bác xem luôn. Đấy, trái này thì nó chỉ bị một hai con diệp sáp thôi. Ở trên đầu thì không đáng kể. Đấy, đâm ra là nó rất là tuyệt vời nhé. Ánh nắng thì nó dọi vào dẫn đến là quay video cái hình ảnh nó không được chuẩn nét lắm. Đây các bác này. Đấy.
Anh có thấy không? Đấy, nếu chúng ta bọc được như thế này thì là rất ok này. Đấy, trái này to lắm quá này. Trái này cũng to lắm này. Đấy, trái này chắc được khoảng 6-7 lạng như đấy. Đấy, trái này đến Tết, ta thờ Tết là tuyệt vời luôn các bác nhỉ. Đấy. Thì năm nay trao đổi các bác là cái đợt mà làm trái á, em cũng làm video rồi đấy. Cái đợt mà làm trái, đây các bác thấy này, khi mà nó không có con diệp sáp ấy thì là cái túi của nó rất là sạch nhá. Rất sạch và rất đẹp này, đấy, không hề có một cái đốm đen là cái thứ gì. Đấy, túi vẫn lành nguyên. Đấy, túi vẫn lành nguyên. Nhưng mà chúng ta thế này mà chúng ta khi mà chúng ta sử dụng xong một vụ đầu tiên ấy, chúng ta vuốt ra thế này này. Đấy, vuốt ra theo tẹp này mà chúng ta cất đi vụ tới chúng ta lại dùng tiếp thì nó không ảnh hưởng gì hết. Không hề ảnh hưởng cái gì hết. Đấy. Đấy, chùm lên như thế này. Đấy. Rồi thì trong cái này em sẽ chùm sau. Đấy. Thì đợt ra trái vừa rồi này em có bận công tác một thời gian khá là dài. Do vậy mà không xịt được thuốc bọ xịt muỗi dẫn đến là nó cắn, nó chích rất nhiều cái trái na. Nên là em phải cho người để đi bỏ đi. Đấy. Bỏ trái na đi. Nên là đợt Tết lần này em làm cũng không được thành công các bác này. Đấy. Có một số thôi. Cái này cũng một số cây là cắt rồi, cắt trái để bán rồi. Còn một số cây thì còn cái này em cố gắng để em để một số để bán Tết các bạn. Bán Tết nhưng không được nhiều đâu các bác nhé. Chắc không được nhiều đâu. Đây em sẽ quay cho các bác xem. Ui giời, rách cái túi này rồi. Do một tay quay video một tay làm cái túi này các bác này, tháo cái này ra này. Nên nó rách cái miệng này. Đấy, đây cái trái đây. Đấy, cái trái này thì khá là tròn, khá là đẹp các bác nhỉ. Em lột cả cái này ra cho các bác xem. Đấy. Đây trên cây mà đây xác định đây. Trên cây mà nó có cái kiến này. Là chắc chắn con diệp sáp này. Đây này, cây này là cái trái này có một số con diệp sáp các bác. Đấy. Đấy. Làm na thái mà cứ thấy có kiến bò trên cây này chắc chắn có diệp sáp rồi. Đấy, trái này thì ok, trái này có thể là để đến rằm tháng giêng vẫn được các bác này. Qua Tết đến rằm tháng giêng vẫn được. Đấy. Đấy, thấy không? Rồi chúng em sẽ bọc lại một số trái đây. Thì trao đổi với bác là một số bác hỏi là cái túi này thì phân biệt làm sao mà phân biệt được, thì em đã trả lời rồi đấy. Nếu số lượng nhiều chúng ta có thể đánh dấu, hoặc không thì bình thường thì đây. Nó căng như thế này nó ok này. Các bác thấy không? Đấy các bác ạ. Thế nào mà cứ căng như thế này này. Đấy các bác nhìn thấy nó giãn cái gai mắt ra đẹp không? Đấy. Này. Rất to, cái trái này to lắm. Đây đến cái trái này nữa. Đây. Đấy, trái rất là to nha các bác nhé. Đấy, trái nó giãn cái mắt này. Đấy, chúng ta cầm này chúng ta sờ biết được trái này già rồi này. Đấy, em sẽ tháo cho các bác xem. Tại vì cái na thái của em này em không phun được. Dẫn đến là diệp sáp nó tấn công này, cả kiến nữa này. Đấy. Nên là. Đấy, các bác thấy không? Bị diệp sáp đây này. Thì cái này sau này khi chúng ta thu hoạch thì chúng ta sẽ là dùng cái bàn chải đánh răng ấy. Chúng ta quét nó đi này thì nó sẽ hết thôi. Đấy. Đấy. Nên là làm cái gì mà không xịt không phun thuốc được các thứ này là sẽ cái mẫu mã của nó sẽ kém hơn các bác nhé. Đấy. Đấy thì em quay lại một số cái hình ảnh như thế. Đấy, một số anh chị em nói là anh ơi sao anh không quay cái vườn anh quay cái vườn na thái của anh đợt này xem nó thế nào. Thì trao đổi với các bác là đợt này của em làm một cây này của em thì nó không được sai như vụ trước đâu nhé. Vụ trước thì có những cây là nó đều thường khoảng 20-30 trái. Đấy em để lại. Tuy nhiên vụ này thì có những cây chỉ được có khoảng 10 trái thôi, cây hơn chục trái. Đấy. Nên là trái của nó thì to các bác, trái rất lớn. Tuy nhiên thì mình không quản lý được thuốc sâu. Bước thứ hai nữa trao đổi với các bác là em làm vườn na thái này bên cạnh những hàng cây rất lớn này các bác này. Các bác thấy không? Những cái nhãn này, rồi những cái cây rất là lớn của những người hàng xóm. Đấy, cái hàng này để che bóng mát này. Đấy, cho cái trang trại heo này. Trang trại heo này, đấy, những cây này này. Thì là bọ xít muỗi nó rất nhiều nhưng nó ở trên những cái cây rất nhiều các bác này. Đấy, các bác thấy những cây được tùm không? Đấy, rất là tùm nhá. Nên là khi mà chúng ta làm trái ấy, hoặc là làm quả non thì những cái giống bọ xít muỗi này nó bay từ trên nó xuống rất là nhanh. Đấy, nó bay xuống nó chích xong rồi nó lại bay đi. Nên là trong quá trình mà làm cái vườn na thái của chúng ta ấy, mà chúng ta làm cạnh những cái vườn mà bên cạnh nó tốt tùm hoặc là nó có những cái cây nó tạo cái bóng nó làm cho cớm ấy quá
thì là nó bị bọ xít muỗi tấn công rất là nhiều nhé. Đây, các bác thấy những cây lớn này không? À, cái nhãn rất lớn này. Đấy. Rồi những cái cây che bóng mát này. Đấy. Đấy. Những cái hàng cây kia là mới chặt các bác nhỉ. Kìa là mới chặt nên trước nó tốt lắm, một dãy dài luôn đấy. Dẫn đến là bọ xít muỗi rất là nhiều. Đấy thì hôm nay ra vườn để quan sát để xem cái na thái là em đã phun MKB một lần rồi. Đấy. MKB một lần rồi thì ra để xem cái lá nó thế nào. Để tiếp tục chiều hôm nay hoặc là sáng mai em sẽ phun tiếp lần thứ hai. Đấy, đây đây. Đấy. Thì thấy na của mình chín nhiều quá các bạn. Đấy. Chín nhiều quá. Sơ sơ đã đi ngó ngó sơ sơ đã thấy 4 quả chín rồi các bạn này. Đấy. Thì sẽ cố gắng là sẽ bố trí thời gian để làm các cái video về xử lý cái cách làm trái của vụ sau Tết này. Đấy, chúng ta qua Tết chúng ta cắt thì chúng ta phải xử lý cây trước Tết. Đấy, một số bác nhắn tin nói là anh cố gắng làm các video về xử lý cây na thái á. Cố gắng là làm video để xử lý cây na thái để làm trái như thế nào. Để em sẽ làm các video hướng dẫn cụ thể các bác nhé. Cách làm trái, xử lý cây ấy, xử lý cây để của vụ chính ấy. Vụ chính là chúng ta cố gắng là chúng ta sẽ cắt qua Tết chúng ta cắt đấy. Để chia sẻ cùng anh chị em chúng ta cùng làm cái vụ la tới. Đấy, khả năng này cũng sẽ không làm hết được cái diện tích tại vì em làm hơn 1 hecta mà các loại cây trồng khá là nhiều các bạn. Đấy, thì em sẽ gói gọn là em sẽ làm một số lượng ít thôi. Làm sao mình có thời gian để tranh thủ mình về buổi tối ấy. Mình chăm sóc, mình phun xịt cho nó. Chứ còn số lượng nhiều quá thì bản thân em cũng không làm hết được. Đấy, trao đổi các bác thế. Còn mượn người thì nói thật sự ở chỗ em bây giờ mượn người rất khó. Đấy, nói gì nói vào mượn người phun thuốc sâu hoặc là phun phân các thứ này thì rất là khó các bác nhé. Đấy, thì trao đổi các bác thế nhá. Thì em xin dừng video tại đây. Thì để hôm nay ra vườn đây chủ yếu là gặp để xem cây na của mình nó như thế nào. Thì làm video nó quay lại như thế. Xin chào tạm biệt tất cả các bác nhé.